ăn đi gà ơi, ăn đi mấy con gà của ta, ha ha ha, mình đang cho gà ăn này các bạn ơi. Thì ok, và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tòa TV, và trước khi vào video các bạn đưa tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người xem tôi tìm nhập hôm nay tô gà, đang cho những con gà của tô gà ăn các bạn ơi. Trời ơi, ăn đi ăn cho mau lớn nha mấy con. Đây chính là công việc hàng ngày của tôi, ngày nào tôi cũng phải cho gà. Thì tôi vừa thấy cái con gì chạy qua đúng không ạ? Con gì vậy? Hình như tôi vừa thấy con quái vật gì đó gơm gơm, nó chạy ngang rồi nó chạy vô nhà của tôi các bạn. Con gì đó không ổn. Ê, phải không? Tay làm mình hoa mắt, người ta mở cửa coi. Ôi con gì vậy các bạn ơi? Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Đóng cửa lại rồi. Hình như nó vừa chui vô cái tủ của mình các bạn ơi. Theo như tôi vừa thấy lần thứ hai thì chắc chắn đó không phải là ảo ảnh nữa mà chính là sự thật. Đó là một con quái vật gì mà gớm ghê vậy ta? À, mày có chịu ra đây không bà? Mày lấy vũ khí, lấy vũ khí. Ê, tập này không có. Ở đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chúng ta có kiếm kim cương rồi. À, mình phải dũng cảm lên các bạn. Có một con quái vật nó dám đi vô nhà của mình. Mày ra đây, mày ra đây mau lên, không tao xử mày nè. Hãy cha. À, không có gì hết trơn vậy trời. Ủa là sao? Là sao vậy mọi người? Cái gì vậy? Ôi trời, quái vật xâm nhập nhà tôi rồi. Trời đất ơi các bạn ơi. Ơi con gì vậy? Con kia là con quỷ súng và con kia chỉ là quỷ địa ngục các bạn ơi. Tại sao tụi nó có thể vô được nhà mình, có thể vô được trong cái lạ này vậy? Chạy. Trời ơi các bạn ơi, chạy xuống nhà tao Quy nấp lên, chạy xuống cái căn phòng bí mật Quy nấp, chạy xuống thôi. Ơi chạy thôi, chết rồi, bên xuống đây là đường cục mất tiêu rồi. Chết rồi, ai con quái vật quỷ súng và quỷ địa ngục, rốt cuộc mấy người muốn gì? Là sao? Hello. Trời đất ơi, lại là thằng Huy và thằng Dắt quậy tôi đó các bạn. Mày tức quá. Sao lần nào tôi cũng bị nó lừa hết trơn vậy các bạn ơi. Trời ơi, hết lần này đến lần khác. À, lại là tụi bay biến thành quái vật để rủ tao chơi trốn tìm mà. Ủa, sao này mình rớt xuống này là cái máy gì luôn đây? Ôi trời ơi. Mày chạy tới đúng chỗ lắm. Đây chính là cái chỗ mà tao phát minh ra cổ máy trốn tìm. Ôi, cổ máy trốn tìm mới hả? Wow, các bạn nhìn kia, toàn là những cái con quái vật trong Chainsaw Man thôi các bạn ơi. Con này chính là con quỷ địa ngục kìa các bạn ạ. Tôi chọn con này á. Ồ, hèn gì hồi nãy Dắt nó biết anh con quỷ địa ngục. Ôi trời ơi, nó kìa các bạn ơi, còn thấy ai còn giống nhau không? Gọi được rồi, con này là quỷ máu, con này là quỷ cưa mà phiên bản cuối cùng của quỷ cưa đáng sợ các bạn. Con này là quỷ kiếm và cuối cùng chính là quỷ súng, là cái con hồi nãy Huy nấp biến đó các bạn. Đúng như vậy. Ôi trời đất ơi, ghê thì chứ. Vậy bây giờ tới lượt mình sẽ phải biến một trong những năm con này đúng không? Đúng không? Hiểu luật chơi rồi nha, hiểu luật chơi nha. Sau đó, sau khi mình biến xong thì cả ba tụi mình sẽ cùng chơi trốn tìm bằng những con quỷ trong Chainsaw Man này các bạn ơi. Được rồi. Còn bây giờ thì mình chỉ cần gạt cái cần này một cái thôi đúng không? Hay cha. Ôi trời ơi, có khi mũi tên nó chạy qua chạy lại kìa, nó chạy qua chạy lại. Là nó dừng ngang khúc nào là tao sẽ biến thành con đó đúng không? Hiểu rồi. Ôi con gì đây? Con gì đây ta? Con gì rồi? Con Chainsaw Man ở giữa luôn. Ôi, giờ sao nữa tao quay ra được con dữ rồi. Con Chainsaw Man ác quỷ, và bây giờ mày đứng yên ở chỗ đó đây. Đứng yên hả? Ôi là sao? Quay nó bốc khói rồi, tôi sắp biến thành con đó rồi các bạn. Wow, đúng là cái máy xịn của các bạn ơi. Tôi đã trở thành Chainsaw Man ác quỷ, bộ ba những con quỷ. Tôi là Chainsaw Man, bên này là quỷ súng và bên còn lại là quỷ địa ngục. Và bây giờ ba tụi mình sẽ cùng chơi trốn tìm thế nào đi thôi. Trời đất ơi. Wow, con này mình cảm giác khi mình biến thành nó mình có sức mạnh vô bi luôn cả. Các bạn nhìn mình nhảy nè. Mình nhảy cao cực luôn các bạn. Hãy cha. Trời ơi, chém mày. Trời ơi, con này mình chơi trốn tìm là mình thắng chắc luôn. Được rồi, bây giờ mình đã biến thành Chainsaw Man rồi. Bây giờ tụi bay sẵn sàng để chơi trốn tìm chưa? Trời ơi, sẵn sàng rồi. Được rồi, thì như mọi lần để mà chơi trốn tìm thì chúng ta cần tìm ra người đi tìm trước đúng không các bạn? Thì sau đó hai đứa còn lại sẽ cùng nhau đi trốn. Được rồi. Bây giờ ai sẽ là người đi tìm trước đây các bạn? Hãy bình chọn coi. Không phải tao, để các bạn fan bình chọn đi. Các bạn fan bình chọn. Ôi giời. Theo các bạn fan bình chọn lượt nhiều nhất cho anh quỷ địa ngục đó chính là anh Jack VN đây nè. Ha. Được rồi. Trời ơi, mấy bạn muốn ông đi tìm, mấy bạn kêu ông tìm ghê đó, để coi rồi ấp mặt cái tủ đi, ấp mặt vô cái tủ này, ấp mặt vô cái ngựa, tôi có chân ngựa như vậy. Rồi để coi, để coi. Được rồi các bạn ơi. Vậy thì bây giờ quỷ địa ngục sẽ đi tìm bà quỷ cưa và quỷ súng sẽ đi trốn. Ôi để mà kìa, chạy thôi. Trốn ở đâu ta? Ôi trời, nhảy tôi gần mình không biết mình nên trốn chỗ nào nữa các bạn. Ôi trời, nhưng mà con này công nhận nhảy cao thì chứ các bạn ơi, nhưng mà mình phải kiếm chỗ trốn cái đã. Chỗ nào ta? Ôi cái cây này có vẻ hợp lý này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dùng cái cưa để mà cưa cái cây này. Được rồi. Hãy cho. Cưa nè. Cái cây sập xuống rồi các bạn. Và nó sẽ có một cái lỗ để mình có thể vô đây mình trốn các bạn nha. Mình chui vô cái cây rồi. Bây giờ mình chỉ cần đóng cái cây lại một cái thôi là mình có thể trốn được. Đóng lại nè. Yeah.
Vậy thì làm sao mà biết được tôi đang trốn trong cái cây nào đúng không các bạn ơi? Trốn ở đâu ta, trốn ở đâu ta? Ủa? À, mình sẽ sử dụng cây súng đặc biệt này để trốn. Súng móc câu, cha. Và bước tiếp theo là mình chỉ cần bắn cái móc câu này lên trên mấy cái đám mây kia và mình sẽ trốn trên đó. Ấy cha, chính rồi. Bây giờ mình chỉ việc đu lên thôi. Ấy cha. Ui ơi, trời ơi, khó điều khiển vậy. Ôi lên. Trời ơi, đúng là cái súng xịn mà xài khó thiệt. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ xây chỗ trốn tìm ở đây ha. Và bây giờ mình sẽ trốn trên đám mây này. Chinh 100. Rồi, bây giờ tìm tụi bay nè. Ủa, mà trước tiên mình thử cái chiêu của con quỷ địa ngục này coi. Trời ơi, nó có bụng lửa nè. Rồi, lôi cho tìm tụi bay, tôi là đau làm cháy mấy ông luôn á. Rồi, đi tìm tụi nó thôi. Ủa, chuyện trong đây có ông ta? Ủa, không có. Trời ơi, trời, có thằng nào ngồi dưới không? Không có luôn, thằng nào trong cái bồn nước nghe không? À, không có nữa, tụi nó trốn đâu được chạy. 3 hours later. Tức quá à, tụi nó trốn đâu vậy? Kiếm mãi ông ra vậy cho. Cho anh tiếng cháy luôn. Cháy hết nè, cháy hết nè. Ồ ồ, anh như nó đốt cái cây của mình rồi các bạn. Ai không, cháy bị lửa rồi. Ai ơi, trời nè nè, ôi trời, cái con quỷ địa ngục này nó đốt lửa được các bạn. Ôi trời, nè sẽ kêu ơi. Trời ơi, thua rồi. Trời đất ơi, sao nó kiếm được mình hay vậy trời. Đúng là game dễ mà, giờ tôi gặp phải phụ tôi kiếm bằng huy nốt. Biết rồi, trời đất ơi, không hiểu sao luôn các bạn ơi. Tôi trốn trong cây vậy mà nó đốt cũng được nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ cùng phụ thằng Dắt đi kiếm thằng Huy. Tôi không biết thằng Huy trốn ở đâu ta. Các bạn ơi, chỉ chỗ thằng Huy trốn giùm tôi cái các bạn ơi. Ở đâu ta, ở đâu ta? Trời ơi, rốt cuộc là nó trốn ở đâu vậy các bạn? Sao nãy giờ mình kiếm không thấy rồi, mình với Dắt kết hợp mà kiếm không thấy luôn. Ôi, ở trong siêu thị cũng không có. Trời, cái thằng quỷ súng này nó trốn ở đâu được vậy trời? 3 hours later. Trời đất ơi, bên này không có. Ôi, Dắt kiếm bên kia có không vậy? Có Huy không? Trời trời, sắp hết thời gian rồi, kiểu này là thằng Huy đã thắng chắc, nó trốn ở đâu vậy trời các bạn ơi? Trời thật. Mưa rồi. Chết rồi. Ồ, kìa đi vậy. Cái vậy? Ô, tao Huy nó bay. Ôi sao nó rớt từ trên trời xuống được không vậy trời? Ô, Huy nó bị làm gì đây vậy? Trời ơi, tao trốn ở trên mây mà mây nó mưa xong tao rớt luôn rồi. Đúng là đồ ngu bà. Còn bây giờ thì còn chạy gì nữa, xử nó đây. Trời ơi, vậy là kiếm được thằng Huy rồi các bạn. Cứ tự là tụi mình thua nhưng mà không sao, thằng Huy cũng đã bị kiếm được rồi. Trời ơi, đang trốn sắp thắng rồi tự nhiên trời mưa cái trời ơi, thằng này xui thì các bạn, suýt nữa là nó thắng là xui trời mưa. Thôi được rồi, bây giờ người trốn tiếp, người tìm tiếp theo là ai đây? Ai đây? Để tao đi tìm cho. Ok, thằng này nó đang cây cứu vì hồi nãy tại mưa nên nó bị rớt xuống các bạn ơi. Được rồi, mày vô trong ấp mặt vô cái tủ đi mày. Để tao và Dắt quỷ cưa và quỷ địa ngục cùng đi trốn các bạn ơi. Được rồi, đi trốn thôi nào. Được rồi, đi trốn thôi các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không cưa cái cây để mà trốn như hồi nãy được, tại vì nó quá là bất tiện, lỡ nó kêu là đốt cháy một cái là mất cái cây là cái mình lộ mất tiêu luôn. Bởi vì vậy bây giờ mình sẽ trốn vào một chỗ đẳng cấp hơn nhiều, nhưng mà bây giờ mình phải kiếm cái chỗ nào để mình cưa, mình dùng cái cưa của quỷ cưa để mình cưa các bạn, mình cưa nè. À đúng rồi các bạn, là hồi nãy tôi vừa cưa cái cây đúng không các bạn, nhưng mà bây giờ tôi sẽ không cưa cái cây nữa, tôi sẽ cưa một cái khác nó bự hơn nhiều, không phải là một cái cây bự hơn đâu nha, mà chính là cưa cái nhà của ông dân làng các bạn ơi. Nghe có vẻ hơi ác, hơi tội nghiệp nhưng mà không sao, mấy chú dân làng cho con mượn cái nhà này con cưa nha. Được rồi, cưa thôi. Hai cha ơi, đứt đôi cái nhà luôn rồi. Ôi trời ơi, tôi cưa đứt đôi cái nhà luôn rồi các bạn. Sau đó chúng ta sẽ làm bên trong cái căn nhà này có một cái chỗ trốn siêu đẳng cấp bên trong luôn nha các bạn. Được rồi, sau đó mình sẽ đóng cái này lại đó, còn thấy không, mình chỉ cần cưa ra một cái đứt đôi rồi mình nhảy vô trong. Được rồi, mình sẽ nhảy vô trong này để mình xây thử thách các bạn ơi. Hai cha, hai cha. Được rồi các bạn ơi, đây chính là bên trong căn nhà dân làng mà mình đã chuẩn bị sẵn các bạn ơi. Nhìn nó vẻ rất là rộng để mình có thể xây những cái thử thách bẫy, để xíu nữa tụi nó lọt vô đây tụi nó không chỉ là tìm được mình mà tụi nó phải vượt qua rất là nhiều thử thách mới có thể tìm được tôi nha các bạn ơi. Được rồi, và bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây những cái bẫy mà hồi nãy tôi đã chuẩn bị. À các bạn thấy gì chưa, một cái lưỡi cưa vừa xuất hiện, khi một khi tôi dẫm vào một cái tấm bất kỳ nó sẽ xuất hiện cái lưỡi cưa đó, đạp cái nào là ra cái cưa đó nha các bạn. Cưa đó các bạn không, khi tôi dẫm một cái là cái cưa nó sẽ xuất hiện và bắn ra. Vì xíu nữa tụi nó mà chui vô được đây đúng không, tụi nó đi tới đúng không, ví dụ tôi đã đang ở đây, tôi đứng đây tôi đạp một cái
một cái cưa xuất hiện cái là đi ngang là phải cưa tụi nó luôn. Bây giờ tụi nó phải né liên tục nha các bạn, không là tụi nó đánh bấm qua bấm lại nè, nó sẽ cưa vậy nè. Nhưng mà nếu cưa vậy là chưa đủ, tôi sẽ đặt thêm thiệt là nhiều thử thách vô đây nữa. Ví dụ như chúng ta sẽ đặt vô đó chính là cái gai này nè các bạn ơi, để cho tụi nó phải né không mà dẫm vô gai một cách là què giò nó luôn các bạn. Đó, đặt thiệt là nhiều gai vô. Sau đó chúng ta sẽ đặt thêm những cái cục cưa xoay tròn như này nữa các bạn. Cục cưa máu này hơi bị đáng sợ nè, đặt vô đây nè, đặt vô đây nữa, thiệt là nhiều chướng ngại vật để tụi nó không dễ dàng gì, mặc dù tìm thấy được tôi nhưng không dễ dàng gì mà bắt được tôi đâu nha các bạn. Bắt tô gà đâu phải dễ như bắt gà đâu. Được rồi, và với sự kết hợp của những cái dòng xoay cưa, những cái gai nhọn và những cái cưa mà tôi bấm ở đây thì chắc chắn tụi nó sẽ không thể nào mà bắt được tôi đâu các bạn. Và bây giờ việc cuối cùng tôi chỉ việc là đặt một cái ghế nhỏ ở đây và chúng ta nhẹ nhàng ngồi xuống thôi các bạn ơi. Ha ha ha. Vậy là xong rồi, làm sao mà có thể tìm được tôi đúng không các bạn ơi. Ha ha, cổ vũ cho tô gà là chùm trốn tim nào. À trời, bây giờ mình biết trốn đâu đây trời. Ngồi ơi, Hoàng Huy mà tìm được mình cái một cái chuồng ngựa. Mình cũng giống con ngựa, vậy là mình biết mình trốn đâu rồi. Hey nha, chào mấy con ngựa nha, hãy cho tôi làm ngựa với là bạn nha mấy bạn nha. Trên trên 100, tao đi tìm nha, tụi bay đâu rồi. Mày qua, mày đâu, tao tìm được mày nha mày, tao có súng nha mày, mày đâu rồi mày, mày ở đây mày, qua đây mày, mày. Mày ở câu, mày ở bò, à lộn gà. Ủa sao có mấy ngựa ở trong đây vậy? Có gì là lạ cho mấy ngựa nè ta? Phải đi, chưa vụ nó mới được. Đó là ngựa. Nào la dở vậy, tụi bay trong đây đúng không? Mày. Cái gì mà chơi bắn bậy vậy kìa? Tao thắng là được rồi mày. Thôi mệt quá đi tìm tô gà đi. Đi, lẹ nè. Được cái công nhân làng kìa, bây giờ ra chạy ép ổng hỏi ổng thử ơi. Được á. Ê, biết con tô gà đâu không kìa? Không biết đúng không? Hôm nay biết không? Không biết tao bắn á. Trời trong cái gà đây nè, mới chết trời ơi. Bây giờ mới chết quay quá. À, hiểu rồi, bye bye. Ê, như mấy ông dân làng nói trong này nè, tao mở cái cây. Ôi. Nó trong đây nè, nhảy vô thôi. Ấy, chứ. Biết ngay mà. À, nó trong đây nè. Ôi, mà sao có nhiều mỹ quá vậy? Tụi nó xuống đây rồi các bạn ơi. Trời ơi, đây chính là đến lúc mình sẽ sử dụng những cái bẫy của mình. Được rồi, coi thì tới đây rồi, tới bắt qua đây tao đạp này. Đạp này, tôi bị dính này. Ôi, thằng Dắt bị dính cưa rồi. Huy để mình đạp cưa mình coi. Mày dính cưa, bắn cưa này nè. Ôi, dính nè. Trời ơi, đúng là bẫy cưa của tôi quá xịn mà ngon là ngon. Thì ra đây. Tụi bay ngon thì tới đây lần nữa coi tao đây. Ủa, nè, các bạn được rồi. Đạp nè. Ngon thì né đi. Những cái cưa này. Mày né sao? Được rồi, thằng giác này. Mày nè. Nó né kìa. Mày nè. Dính rồi. Tao sẽ sử dụng cây súng móc câu này. Hãy chó. Tức đen rồi đó. Hãy chó. Nó làm cái gì rồi. Trời đất ơi. Nó đu dây một cái bay qua rồi kìa các bạn ơi. Thằng này nó chơi sử dụng súng bắn móc câu các bạn, nó đu quên cái bẫy của tôi luôn rồi. Tức quá. Bây giờ tới lượt tôi đi tìm tụi bay, thách tụi bay trốn. Tao là chùm trốn tìm nó biết chưa. Tao mà không tìm được tụi bay là tao không chơi nữa luôn. Rồi, để cho tụi nó đi tìm các bạn. Tôi tới lượt tôi các bạn, nhưng mà bạn hãy cổ vũ tôi. Tô gà hãy cố lên để tôi có thể tìm thấy mọi người nha các bạn. Được rồi, úp mặt cho từng 5, 10, 15, 20, 25, 30. Trốn ở đâu ta? Tao mà là quỷ đi ngục mà. Bây giờ mình sẽ chịu hồi cánh cổng địa ngục chịu rồi. Ê, biết vậy mình chịu hỏi thằng Huy nó không bắt được mình rồi. Rồi bây giờ mình vô nè. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ trốn ở địa ngục cho nó khó luôn. Rồi đi thôi. Được rồi, con của ta giờ đưa ta qua bờ bên kia đi. Đúng rồi, đi thôi. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây chính là khẩu đại bác siêu khổng lồ. Bây giờ mình sẽ trốn trong chỗ này. Nếu mà nó có thấy thì nó cũng không dám chui đâu đâu. Bây giờ mình phải vô mới được. 98, 99, 100 xong rồi. Bây giờ tụi bay đã trốn xong rồi đúng không? Tô gà quỷ cưa sẽ đi tìm tụi bay cho mà coi. Được rồi các bạn có biết tụi nó trốn ở đâu không? Nhưng mà các bạn đừng chỉ cho mình nha, để mình dùng thực lực của mình để đi tìm. Tại vì mình rất là pro luôn các bạn. Nhưng mà không sao, được rồi. Bây giờ để coi tụi nó trốn ở đâu để mình đi tìm nó nào các bạn. Nhưng mà trước tiên mình sẽ coi thử skill của con quỷ cưa này là cái gì cái đã. Trước tiên là trên tay của tôi đang thấy có cái cưa này các bạn. Cưa này. Trước coi tiếp theo chúng ta có thể có tuyệt chiêu này gì nữa này. Hãy cho wow các bạn ơi, tuyệt chiêu quá là mạnh khi mà chúng ta có thể xoẹt và chiêu. Trời nhảy lên nè. Hãy cho cái đầm này. Hãy cho. Trời ơi, đúng là quỷ cưa chùm có khác rồi. Mày nè con,
bay nè con, trời đất ơi đi quá là nhanh luôn coi. Wow, ôi nhưng mà tôi vừa thấy cái gì đó. Tôi vừa thấy cái gì đó các bạn ơi, một cái cổng địa ngục ở đây. Mà cổng địa ngục thì còn ai vào đây nữa các bạn? Không phải là Huy, cũng không phải là Tô Gà, thì chỉ có thể là Dắt VN quỷ địa ngục thôi các bạn ơi. Vậy là bây giờ chúng ta đã biết là nhờ cái tự nhiên mình xẹt qua xẹt lại các bạn thấy. Ôi giời, tôi vô trống rồi. Dắt lâu rồi, ôi sao vẫn chưa thấy nó ta. Ôi trời đất ơi, thằng này nó làm cái gì mà đi vô trong cổng địa ngục nó trốn luôn các bạn. Thằng này nó chơi chiêu rồi các bạn ơi, trời đất ơi, xíu mình phải bắt nó chơi gian lận hồi không sao. Nó là quỷ địa ngục mà, nhưng mà ôi trời, trời cái địa ngục này nó lớn nó rộng vậy, làm sao mình biết nó ở đâu mà đi tìm kiếm bây giờ các bạn. Đâu rồi mày, đâu rồi mày, đâu rồi? Có ở đây ông ta, có ở đây ông ta. Chết rồi, cái này là đường cục rồi các bạn, chứ làm sao để đi tiếp bây giờ? Không lẽ nó không trốn ở đây thì trốn ở đâu bây giờ? Giờ phải làm sao ta giờ? Ôi đằng kia có cái con gì màu trắng trắng, ôi nó đang bay tới mình kìa các bạn. À ơi, trời ơi, nó làm gì, nó làm gì? Ôi nó tới, nó tấn công mình. Ôi trời đất ơi, ai cha chết rồi, nó tấn công mình các bạn. Ôi da, trời đất ơi, à con này chắc chắn là của thằng Dắt luôn các bạn. À con này là quỷ địa ngục này, mà mình sẽ xử nó cho coi. À chết ta 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 cho cho bay ra con. À cha, à chết rồi, mày này con, mày này con, mày con. À bắt được mày rồi nè, mày này con. Rồi mày đưa tao đi chỗ khác nha, là mày ơi hồi các bạn, mình chui lên được cái đầu đó luôn rồi. Chết mày này con. Ôi giời, nó đưa tôi đi đâu vậy các bạn? Nó đưa tôi đi đâu? Mày này con, mày này con. À ủa nhưng mà nó đưa mình tới đâu vậy? Sao xung quanh toàn là ngựa quỷ vậy? Ai da, trời ơi, mấy con này là con ngựa quỷ này các bạn, nó là con quỷ địa ngục, nhìn giống con ngựa giống Dắt nhưng mà nó gớm các bạn. Mày này con, mày này con, mày chính là những cái con lính của thằng Dắt spawn ra để mà bảo vệ thằng Dắt luôn. Mày tao sẽ xử tụi bay. Mày nè, trời ơi tụi nó mạnh quá coi. Mày nè con, cha hết rồi nha. Ui thấy đằng kia có một cái căn nhà gì đó các bạn ơi, để mình đi vô thử coi. Hỏi cha, ai cha. Ủa đây là đâu vậy? Ta là vua địa ngục, ta là giỏi nhất. Kính chào vua địa ngục, tôi là vua quỷ cơ. Mày là vua địa ngục nè. Ôi bắt được thằng Dắt rồi các bạn. Trời nó xây nguyên một cái gai vàng này để nó ngồi nó tự đắc tự cao đi, mà mình xử nó xong rồi. Bây giờ còn thằng Uy Núp nữa thôi các bạn ơi. Ha hay cha, thoát ra khỏi cánh cổng rồi. Trời ơi vua địa ngục cái gì cưa bẻ luôn này. Này thì vua địa ngục bây giờ đi kiếm là Uy Núp đi, ở đó mà vua địa ngục. Ôi thằng kia tôi thấy có một cái khẩu đại bác gì có vẻ khổng lồ vậy các bạn ơi. Ôi không lẽ thằng Uy nó trốn trong đó sao? Cái bẫy hả? Phải không mẹ các bạn ơi, liệu đây là cái bẫy hay là cái chỗ trốn của thằng Huy vậy? Các bạn hãy giúp tôi cái lần này coi, coi sự trợ giúp của khán giả. Dắt ơi, Dắt sai rồi. Các bạn kêu là anh nên vô đó để kiếp anh Huy đi. À ok, tôi tin tưởng nha các bạn, nó mà là bẫy cái là tôi buồn luôn nha mấy bạn. Được rồi, không có, tôi tin tưởng mấy bạn fan của tôi, yêu các bạn fan rất nhiều. Được rồi, nhảy vô thôi. Hay cha, ơi đây là gì? Ôi đúng rồi các bạn, các bạn fan không có lừa mình. Ôi cái gì? Ôi lan gì, lan gì? Ôi súng lan gì các bạn? Ôi trời nhảy. Ôi trời đất ơi, ôi trời, la dê quá trời các bạn. Ôi trời đất ơi, đây chính là những cái bẫy của thằng Huy các bạn, nhìn kia súng la dê các bạn. Ôi trời, nè. Ôi bắn dữ vậy trời. Ai da. Ôi trời đất ơi, sao la dê? Trời đúng là quỷ súng toàn súng luôn các bạn. Ôi mình sẽ nhảy. Mình nhảy ra đây là nó không có bắn được mình các bạn. Nhảy qua đây các bạn, nhảy qua đây. Ôi trời đất ơi, các bạn nhìn kia toàn là súng bắn la dê không à. Trời căng thẳng quá. Được rồi, mình nhảy qua. Nhảy qua đi, cố lên chứ. Mày nè, nhảy. Ôi qua được rồi. Ôi bên này là súng đạn gì đây? Bọn nó bắn kìa đâu. Trời đất ơi, đúng là quỷ súng, nó chuẩn bị quá trời quá đất luôn rồi. Ôi qua đi. Nhảy qua nè. Qua đi Dắt ơi, qua từ thôi, coi chừng bị bắn nha. Ôi coi. Dắt bị bắn luôn rồi. Trời đã kêu là từ từ mà súng nó bắn nhanh lắm rồi. Được rồi, mình nhặt canh này mình nhặt. Hoài cha là cái cuối cùng này. Hoài cha. Ha ha. Rồi được rồi, qua được rồi. Bây giờ đợi Dắt qua ơi. Qua đi Dắt ơi, lẹ lên. Ôi, trời. Tôi có cách dễ hơn nè. Tôi có con lính này, tôi dùng. Ủa có lính hả? Dễ. Ủa là sao? Trời ơi, cái con hồi nãy kìa các bạn. Trời đất ơi, nó đưa qua kìa các bạn, đúng là tiện lợi, gửi đi ngục tiện lợi thật chứ. Được rồi, trời đất ơi, đi rồi, qua được rồi. Ủa, còn cái gì? Tôi cá là thằng Huy nó đang trốn trong này đúng không mấy bạn? Được rồi, được rồi, FBI mở cửa ra, phát hiện được mày rồi nha. Mày hết chỗ chạy, ôi trời, căn phòng gì, toàn bom không vậy, cái gì? Nếu mày đã phát hiện rồi thì, nó làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Ủa, là sao? Là sao? Ý nó là sao vậy các bạn? Trời đất ơi, nó cài bom. Trời đất ơi, nó chơi cài bom các bạn. Mày đây rồi, nó chạy, nó chạy. Đứng lại, bắt nó lại, bắt rồi. Chết rồi, nó ở lên cao, được theo. Mày nè con, mày nè con. Này thì quỷ xuống rồi. Trời đất ơi, thằng Huy, các bạn ơi, kiếm được nó rồi. Cái nó kích hoạt bom, nó tính chạy nhưng mà không có được. Làm sao mà thoát được khỏi Tô Gà TV? Chạy là mình đã tìm được Huy Núp rồi. Vậy là đã xong video trốn tìm quỷ súng, quỷ cưa và quỷ điện ngục cảm đây. Các bạn thấy video này thế nào? Đừng quên để lại cho tôi một like và sắp đăng cũng cho mọi người xem tôi tìm. Và hãy nhớ, tôi sắp đạt được 1 triệu sắp rồi các bạn ơi. Và hy vọng sau Tết này chúng ta có thể đạt được 1 triệu sắp cho các bạn. Được rồi, chúc các bạn một ngày Tết vui vẻ, an lành, may mắn và dễ thương. Cú tay chúng tôi nha. Bye bye các bạn. Wow.